Hôm nay bệnh viện nó tốt rồi, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn. Đây là đôi răm co xe 16GB bớt 1600. Dùng để nâng cấp cho các dòng máy tính đời mới bây giờ. Bây giờ chúng tôi sẽ mở hộp ra. Các bạn lưu ý là RAM này chỉ dành cho nâng cấp những dòng đời mới chạy CPU Core i7. RAM chuyên dụng cho các dòng game thủ. Dẫn thiết kế đồ họa, đây các bạn nhìn thấy đây. VRAM có xe, thương hiệu đến từ Đài Loan. Một đôi. Thường chúng ta dùng một đôi kit là lắp cả một đôi. Các bạn nhìn thấy. Bệnh viện Đa Tốc Hà Nội chúng tôi đang phân phối với giá là 3.250.000, RAM được bảo hành 3 năm. Có thể nâng cho cả iMac, MacBook và các dòng máy tính cao cấp.